Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, chắc hẳn quý vị và các bạn đang rất quan tâm về số mệnh của các bé trai được sinh năm Quý Mão 2023 đúng không nào? Các bạn có biết, nếu các bạn sinh con trai tuổi Quý Mão thì bé trai này thường là người lương thiện, mềm mỏng, lịch sự, hòa nhã, có tài lại khéo léo, được nhiều người xung quanh tin tưởng. Theo tử vi học cho thấy, cơ nghiệp của nam mạng sinh năm 2023 tuổi Quý Mão được phát triển nhanh chóng, cuộc sống và thời kỳ trung vận được nhiều điều tốt đẹp. Vào thời kỳ hậu vận thì cuộc sống đầy đủ và an nhàn, sung sướng. Nhìn chung, cả đời nam nhân tuổi Quý Mão có nhiều điều tốt đẹp về đường công danh, sự nghiệp. Nếu sinh con trai sinh năm 2023, mang mệnh kim sẽ rất hợp với cha mẹ mang mệnh thủy và thổ. Nếu cha mẹ mang hai mệnh này, sinh con năm 2023 mang lại may mắn, gia trạch yên âm, vượng khí tới cho cả cha mẹ. Sau này người con sẽ là một chàng trai hiểu chuyện, biết điều, chu đáo và cực kỳ tâm lý. Các bé trai cũng có xu hướng là người sẽ đứng ra bảo vệ, quan tâm và chiều chuộng mẹ, chị hoặc là em gái trong những cuộc xích mích khó khăn. Để rõ hơn về tử vi của các bé qua từng tháng sinh thì video này chúng tôi sẽ cùng đánh giá tử vi và bát tự của các bé trai được sinh trong 12 tháng. Trước tiên chúng ta biết rằng năm Quý Mão có ngũ hành thủ kim, vì thế các bé trai được sinh trong năm Quý Mão phần lớn sẽ hợp với màu sắc, màu bản mệnh là màu xám, trắng ghi thuộc hành kim, màu tương sinh, màu vàng sẫm, nâu đất thuộc hành thổ. Các màu không hợp kiêng kỵ, màu đỏ, cam, hồng, tím thuộc hành hỏa. Trạch quái sẽ thuộc cung, tối mộc thuộc đông tứ mệnh. Hướng hợp nam mạng, hướng bắc sinh khí, đông phúc đức, nam thiên y, đông nam phục vi. Hướng không hợp nam mạng, hướng đông bắc tuyệt mệnh, tây nam quý ngũ, tây nam ngũ quý, tây bắc họa hại, tây lục sát. Nam hợp các số 2, 3, 7, 8. Tử vi của các bé qua các tháng sinh cụ thể như sau. 1. Sinh tháng 1 âm lịch, tháng Giáp Dần. Ngũ hành thuộc thủy, trong khi năm Quý Mão có ngũ hành thuộc kim, sinh thủy. Bên cạnh đó, những em bé sinh tháng Giáp Dần còn có kim dư, phúc tinh, vong thần, lưu hà, phục binh, trục phù. Các bạn nam sinh trong tháng này sức khỏe sẽ không được tốt. Bên cạnh đó, dù có phúc tinh và tài chính, nhưng tính cách có phần khá manh động nên dễ gặp thị phi, tính cách có phần bướng bỉnh và thất thường, đặc biệt là nếu các bé có mệnh nằm tại Dần mà thân mệnh đồng cung hoặc nằm trong tam hợp sát phá lang. 2. Sinh tháng 2, tháng Ất Mão có ngũ hành thuộc thủy. Tử vi của bé sinh tháng 2 của năm Quý Mão xuất hiện các sao Thái Tuế, Lưu Niên, Văn Tinh, Thiên Khôi, Đại Hao, Thiên Khốc. Ý nói rằng các bé sinh ở tháng này dễ khá cứng tính, khẳng khái, rõ ràng và nguyên tắc, có khả năng ăn nói đanh thép, tính cách chỉ chu, có nhiều sức khỏe không tốt. Những bé sinh tháng này dễ khóc dạ đề, đặc biệt nếu sinh giờ Phạm quan sát. Tuy nhiên các bé khá thông minh và khả năng học tập tốt. Tuy nhiên phần lớn thì phải ngoài 40 mới thuận lợi và suôn sẻ. 3. Sinh tháng 3, tháng Bính Thìn, có ngũ hành thuộc thổ, thổ sinh kim. Các bé trai sinh trong tháng 3 sẽ bộc lộ là những chàng trai thông minh, nhanh nhẹn, cơ trí, nhưng có thể không phải tiếp người gọn gàng, có thể dễ mắc bệnh mãn tính bởi vì trong tử vi của bé có sự xuất hiện của các sao bệnh phù, thiếu dương và thiên không nhưng gặp tuần trung không vong. Những đứa trẻ này sẽ nhiều lần thăng trầm, tuần trung không vong sẽ giới hạn khả năng cũng như thành tựu của các bé. Chỉ sau khi sao tuần mở ra thì vận của các bé nhiều vậy sẽ thuận lợi hơn. Điều này càng rõ rệt hơn nếu như các bé có cung mệnh hoặc cung thân, đóng tại cung Thìn hoặc cung Tỵ. Ngoài ra các bé trong tháng 3 cũng dễ dàng, những đứa trẻ sớm giác ngộ tôn giáo, vì thế dễ gặp được quý nhân trợ giúp. 4. Sinh tháng 4, tháng Đinh Tỵ, tháng này có ngũ hành thuộc thổ, bên cạnh đó theo tử vi thì có các sao Hỷ Thần, Đường Phù, Thiên Việt, Thiên Phúc, Tam Ngôn, Thiên Mã, Cô Thần, Phá Toái, Thần Trung Không Vong. Các bạn sinh vào tháng này sẽ là những người hay lựa chọn bôn ba, các bạn không phải tuyết người của gia đình nếu như mệnh thân hoặc thiên di đóng tại cung Tỵ. Các bạn ấy cũng dễ dàng hài lòng với những gì mình có, chính vì vậy các bé ngay từ nhỏ có thể đã bộc lộ sự khác biệt và tách biệt. Các bạn này tuổi nhỏ thì đề phòng tai nạn liên quan đến tay chân, lớn thì đề phòng họa hại do phương tiện giao thông gây nên. Do có tuần trung không vong, án ngữ nên hy vọng hung họa có thể được kiểm soát.
tuy nhiên khó tránh sự cô đơn phiền muộn. Năm sinh tháng 5 tháng Mậu Ngọ là tháng cực hỏa, vì thế có người mệnh kim được sinh ra trong tháng này sẽ không có sức khỏe tốt, dễ kém ăn, gầy còm. Xét về tử vi thì các bé trai được sinh trong tháng 5 có sự xuất hiện của các sao Phi Liêm, Thiên Quan, Thiếu Âm, Thiên Hỷ, báo hiệu rằng các bé sẽ dễ dàng phải chịu thiệt, khá hiền lành, đặc biệt nếu mệnh tài quan nằm trong tam hợp này với các cục cơ nguyệt đồng lương thì thể hiện rõ nét hơn về sự yếu thế. Nhưng dù sao các bé cũng dễ là những đứa trẻ có khiếu hài hước và tinh thần lạc quan. 6 sinh tháng 6 tháng Kỷ Mùi, ngũ hành thuộc hỏa. Vì thế mà những người mệnh kim phần nào bị khắc chế, nhưng đây là tháng Mùi thuộc thổ nên kim ít nhiều vẫn được sinh. Trong lá số tử vi thì có các sao Tấu Thư, Quan Phù, Hoa Cái, Long Trì, Phượng Các, Giải Thần thuộc thái tuế chủ, nên là cho các bé trai mà sinh vào tháng này có ngoại hình đẹp, dễ gặp may mắn, có khả năng ăn nói quyền biến, cốt cách đàng hoàng, thanh cao. Các bé có khả năng có thành tựu nhờ sự khéo léo và may mắn. 7. Sinh tháng 7, tháng Canh Thân, ngũ hành thuộc mộc. Nhưng tháng thân ngũ hành lại thuộc kim, đây cũng là tháng mà kim mạnh nhất. Các sao Nguyệt Đức, Quốc Ân, Tử Phù, Kiếp Sát, Đầu Quân, Tướng Quân cho thấy rằng người sinh tháng này có thể dễ tạo nên sự nghiệp lớn, có tài thao lược nếu như bản mệnh quan đóng tại cung, thân đi cùng Quốc Ấn và bộ sao Sát Phá Lang hoặc Tử Phù Vũ Liêm Tướng. 8. Sinh tháng 8, tháng Tân Dậu, ngũ hành thuộc mộc, tử vi lại có các sao Tuế Phá, Thiên Hư. Các bé trai được sinh ra trong tháng này dễ có sức khỏe tốt, tuy nhiên có thể dễ có bệnh về răng miệng hoặc răng không được đẹp. Các bé cũng sẽ khó thuận lợi do bộ sao Phá Thái Tuế chỉ sự phá hoại. Nhưng do có yếu tố của Nguyệt Đức và Thiên Ấn nên từ nhỏ đến lớn các bé luôn có sự bảo hộ che chở của bề trên. 9. Sinh tháng 9, tháng Nhâm Tuất, ngũ hành thuộc thủy. Tháng Tuất là một tháng thổ, nhưng thời điểm này kim bắt đầu hưu tù, nên về cơ bản các bé sinh tháng này sức khỏe không tốt. Tử vi có các sao Thiên Trù, Long Đức nên chủ về việc các bạn này có thể khá kỹ tính trong việc ăn uống. Các bé trai được sinh trong tháng này cần chú ý hành vi của mình, đặc biệt là những bạn có thân mệnh nằm tại cung Tuất, cung Thiên La Địa Võng hay còn gọi là lưới trời. Vì thế nếu hành vi lối sống không phù hợp với quy chuẩn của xã hội thì rất dễ gặp rắc rối với pháp luật. 10. Sinh tháng 10, tháng Quý Hợi, ngũ hành tháng Quý Hợi thuộc thủy. Các bé sinh trong tháng này có sự xuất hiện của sao Lực Sĩ, Đà La, Bạch Hổ. Đây là những ngôi sao chỉ về sức khỏe liên quan đến máu huyết và xương khớp. Các bé có bộ sao Đà La và Bạch Hổ dễ là những đứa trẻ nóng nảy, tính nết thất thường, nhưng do sinh trong tháng này nên như mệnh tài quan nằm ở tại cung Hợi thì nghĩa là trong tam hợp của thái tuế. Có điều cung xung chiếu cung Hợi và Mã gặp tam môn nên chú ý về tay chân và phương tiện đi lại, cuộc sống sẽ khó xứng ý toại lòng. 11. Sinh tháng 11 tháng Giáp Tý, ngũ hành thuộc kim tử vi, lại có Lộc Tồn, Bác Sĩ Đào Hoa, Hồng Loan, Phúc Đức, Thiên Đức đóng tại cung Tý bị triệt lộ không vong nên tình duyên có thể sẽ không như ý, vận số kém may mắn. Tuy nhiên do có tứ đức chiếu nên là cũng nhẹ nhàng vượt qua khó khăn. 12. Sinh tháng 12 tháng Ất Sửu, một tháng có ngũ hành thuộc kim, tử vi có các sao Kình Dương, Điếu Khách, Quả Tú, triệt lộ không vong. Các bé trai ở tháng 12 dễ phải trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống. Các bé có thể rơi vào tình thế cô đơn do xung khắc cha mẹ, anh chị em trong nhà. Bộ sao chiếu Khách Kình Dương chỉ sự ham vui, dễ bị kẻ khác và đám hãm hại. Vì thế các chàng trai ra đời vào tháng 12 âm lịch cần chú ý cẩn thận trong việc kết giao với bạn bè. Như vậy là quý vị và các bạn có thể phần nào hiểu rõ hơn về số mệnh của các bé trai ra đời từ tháng 1 đến tháng 12 năm Quý Mão 2023. Nội dung chỉ mang khái quát, chưa phải là một lá số tử vi hoàn chỉnh. Vì thế quý vị và các bạn không nên quá lo lắng. Để biết rõ hơn, chi tiết hơn về vận số của một đương số, chúng ta cần có đầy đủ thông tin chính xác về ngày giờ sinh. Như vậy mới có thể an sao một cách đầy đủ và từ đó mới có thể đánh giá rõ nét hơn về số phận của một người. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xem trong năm 2023 những cặp vợ chồng nào sinh con trai tốt nhất. Hay vòng qua video này sẽ cung cấp cho quý vị những kiến thức bổ ích, giúp quý vị đưa ra những lựa chọn thông minh nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!